còn tìm đâu mãi nhà. Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh BMT của Chi. Hôm nay tối thì mình lên clip cho anh em xem về hai con Amly nè. Đó, có một con Boston 10920 mã Amly Hàn Quốc nha anh em. Và một con MKA2000 Bluetooth hàng đời mới 700W có Bluetooth. Con này mới bảo hành về. Thì hành lý lại giá cũng phải chăng, anh em xem clip thấy ưng ý con nào liên hệ shop đặt hàng qua số điện thoại góc bên trái màn hình nha anh em. Rồi ngoài ra thì mình có về chiếc áp số lượng lớn loại mà KB Đài Loan mình thường sử dụng để mà thay cho Amly. Đó, anh em nào có cần chiếc áp mà để mà mình tự thay cho Amly nhà mình, bấm xuống phần mô tả của video mình có để link đó. Anh em bấm vô xem là chúng ta sẽ biết thông tin thì chúng ta mua nghe anh em. Rồi bây giờ quay tổng quan hình thức con máy Boston cho anh em xem. Boston BA109025 mã. Hàng này hàng xịn, hàng nhập nha anh em. Hàng nhập nhưng tình trạng đã qua sửa chữa. Giá rẻ, dùng tốt. Chất lượng cũng còn cao. Bảo hành trách nhiệm cho anh em 3 tháng. Anh em mua xài là mình bảo hành cho anh em 3 tháng. Là máy bán anh em là về xài full top mọi chức năng không lỗi lầm gì nha. Phải mua về sửa, mua về là ghép lo là dùng. K2 đàng hoàng made in Korea. Ở đây ha, hơi tối tí xíu này nè. Và ở đây kèm theo là có một cái tem giấy mã VN nè. Con này chạy được hai dòng điện luôn. Số seri là 0069, 4 số đuôi. À, mình đọc bốn số đuôi này cho anh em có xem, có mua thì mình coi cái số đó là đi giao đúng máy cho anh em được rồi. Ở tình trạng mặt tiền nắp đẹp thẩm xét thì những cái dòng Amly này là mình ghép lo xịn, đánh tiếng rất hay và đặc biệt karaoke tiếng mượt mà. Cái này ghi công suất là công suất không thấy ta. Đây chữ hồng mờ nè. Output là 240W nè. Ghi ha, output 240W. Thì cái con này mình quýnh được một đôi loa 20 hàng xịn hoặc là một đôi 25. Đó, quýnh một đôi 20 hoặc đôi 25. Còn loa mà con nhỏ nhỏ thì mình có thể mình ghép được hai cặp. Loa mà dạng công suất thấp mình ghép được hai cặp ha. Rồi đánh được 4 cái luôn. Đây cấu hình em này ha. Boston Audio. Trên tân phô có tem và lõi đồng, các bạn thấy nè, nó lõi dây đồng đỏ tươi luôn ha. Hàng xịn là tân phô khoe hàng nghe anh em nè. Có hàng một đường. Tân phô vuông khoe hàng, lõi đồng cực kỳ to. Rồi cấu hình em này thì chạy là bốn sò Toshiba. Máy cũng còn sạch sẽ. Thì tình trạng con này đã qua sửa chữa công suất một vế nên mình thanh lý giá cũng rất là rẻ nha anh em. Bao anh em dùng tốt, không lỗi, không ù xì, không lỗi lầm gì. Chạy tốt full chức năng như hàng riêng luôn. Chung mình sửa là sửa phải tới, phải mà mình sửa hát qua lo cái mình bán là không có. Con này nó có một cái mạch nhỏ để mà nó là cái mạch bảo vệ đó, bảo vệ quá dòng, rồi bảo vệ rò DC, rồi bảo vệ độ trễ đó, nó có ba cái đó. Thì tình trạng bên này là cánh bên đây rin, sò rin, bên đây chưa động chạm, bên đây hay nè, bên đây hay cặp sò. Thì cặp sò này là mình làm luôn, mình thay sò của Baramax gã máy, là hàng nhập hàng linh kiện của Baramax loại tốt. Hàng thay một cặp sò và một con khúc. Và ở đây trái vài con điện trở thì mình cũng thay nè, một hai con nè. Giờ kèm theo đó một con sứ nữa đây. Thì nó chết vài con, mình sửa đúng bệnh
đúng bàn, đúng linh kiện thì là hát như máy ghim luôn. Hai trò tốt của ba đã mắt qua nghe anh em. Nói chung mình làm cũng kỹ hết sức và nó cũng đẹp thẩm mỹ như riêng. Này mình dòm mà sơ cũng không biết. Ở bên đây là chưa động nha anh em, bên đây là ghim hoàn toàn. Thì máy này mình có tháo cái kiểm tra thì mình nắm rõ cái tình hình luôn. Ở bên đây chưa động, bên đây ghim hoàn toàn, bên đây sửa thì hay vài linh kiện như mình đã nói. Thì cái đó phải báo cáo chính xác cho anh em đó. Rồi phần công suất thì như thế. Còn phần rề, phần rề thì cái linh kiện này mình thấy đồ xịn đàng hoàng, nhưng mà sao nó khác màu mình cũng không biết. Tại vì cái con máy này thanh lý ở trong cái công ty âm thanh ở thành phố, công ty âm thanh ở thành phố thì người ta khu đổi á, rồi người ta dẹt ra thì mình tuyển chọn mấy con xịn về mình cứu được thì mình cứu, mình bán. Con này là phần rề này, rề xịn nhập luôn nghe anh em, chứ không phải rề thường đâu quá. Đây nè, bạn thấy linh kiện ha, hát rất hay nha. Phần rề này màu xanh và trên cái bo có ghi là 1001N, mà mình không thấy cái dấu mà ở đây nó hay cái dắt, hay cái dắt cũng dắt zin đàng hoàng. Đó, nói chung phần rề có sao thì mình bán vậy, nhưng mà máy xịn, máy giữ đàng hoàng chứ không phải mà hai đầu thường đồ điểu vô ha. Hàng này thì mình thu công ty chính hãng, công ty âm thanh lớn chứ không phải hàng mà trôi nổi đâu. Vì chất lượng cao thì đồ xịn xịn mình mới thu. Thu về thì mình tăng trang, mình làm được con nào thì mình đăng, mình bán con đó. Đặc biệt cái bo echo là chip nè, bạn thấy linh kiện dán hoàn toàn ha, điện trở trừ mấy con tụ ra thôi. Và con echo này cũng IC dán đó anh em thấy ha. Nó phần đề này thì làm như thế này, màu xanh. Phần master thì có một con volume thôi. Rồi tổng quan hình thức, quay cho anh em xem cái nữa thì đáp vô tép à. Boston 1090 la mã. Rồi phần tép thì có giá cho anh em luôn. Đây, mở nguồn lên và test. Mở nguồn lên 5-7 giây, le đóng cái cốc là máy ok nghe anh em. Ở đây báo một đèn nguồn. Rồi dặn nhạc lên hát nè. Đây, chọn tín hiệu cổng A mới được. Chọn mình gắn A, chọn A nha. Máy chạy tốt, full chức năng nha anh em. 8 tiếng cũng rất là lực, bass chép căng đét luôn. Với bên đây sửa nè, với bên bên này là bên trái, L bên trái nè. Bên này zin nè. Đánh tiếng hai bên đồng đều, cân bằng, tương đồng với nhau luôn nha. Sò hai cánh thôi nha anh em. Này là mình quýnh là bao quýnh cho anh em, quýnh căng mạnh và tiếng hay luôn. Rồi test phần rề màu xanh lá này, rề xịn này, cũng coi nó hát sao nha. Bật lên nha, cao hơi hú à, hơi hú giảm lại nha anh em. Test trực tiếp ha, qua gì hết á. Rồi alo thử nè. Này, tiếng hơi lớn anh em giảm lại. Cái da này dặn lớn quá nè, để cái lo gần quá. Alo,
bay nhẹ, echo vang vọng là mình nghe lọt lỗ tai nghe anh em. 1 2 3 4. Quá đã. Rồi, mic số 1 á. Rồi test tiếp mic số 2 nè. Alo, 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 1 2 2 3 4. 5 5 6 7. Alo, 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 1 1 1 2. Đó, máy thì chạy tốt, full chức năng mono CT hát bình thường luôn. Con này mua về hát không bao giờ chán, tiếng hay luôn á. Rồi hành lý giá 1.600.000, giá có để màn hình anh em xem mọi người liên hệ shop liền tay. Hàng xịn Kodia Bottom đàng hoàng. Đó, còn hàng xịn mà giá nó rẻ còn hơn hàng Việt Nam nữa nghe nè. Rồi kế tiếp thì mình giới thiệu cho anh em thêm một con âm ly Baramax S MKA2000 Bluetooth, hàng đời mới bây giờ nghe anh em. Thì hiện tại cái con này là cái con vài ngày trước mình có làm clip. Đây tem bảo hành nè anh em. Thì tình trạng con máy này là máy mới mình giao cho khách, rồi tới nhà khách giao gáp, nhưng mà cái lo khách bị chạm hai cực âm dương lại thì cái con máy chúng ta bị lỗi công suất. Đó, cái đó thì mình đã đem đến trạm bảo hành của Baramax nè. Đó, người ta làm lại ok ngon lành hết, người ta sẽ dán tem niêm phong lại. Thì tình trạng con máy này bây giờ hoạt động tốt, bình thường như hàng mới, và cái độ bảo hành em này là tới 2027 lần, bảo hành gần 3 năm nghe anh em, tính cho 3 năm đi. Tại bảo hành là tới 2027 giờ 2024 mà bảo hành còn rất là dài. Anh em có nhã ý mà tìm một con âm ly công suất lớn, con này 700W nè, có Bluetooth, cổng optical đầy đủ, nói chung nó full chức năng 700W lận. Anh em có nhu cầu mua hàng mới giá phải chăng thì liên hệ mình đặt ngay con này. Con này hiện tại mình thanh lý cho anh em giá 4.500.000 đồng, 4.500.000 là con máy còn bảo hành dài luôn, với điều kiện cái tem này đừng có xé ra ha, cái tem này phải còn nguyên ốc, nguyên cái tem. Thì cái trung tâm mà bảo hành ở thành phố Hồ Chí Minh là nằm ở quận Tân Phú. Hôm bữa cái này đem xuống Tân Phú là Baramax nè, người ta phối hợp với một bên sửa chữa ở trung tâm ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, là chỗ đó chịu trách nhiệm bảo hành hàng của Baramax. Đó, thì anh em ở trong thành phố Hồ Chí Minh nếu mà có mua hàng của mình con này ở thành phố Hồ Chí Minh, anh em trường hợp xui nhất thì nó bị lỗi hay này kia gì đó thì để mình đem xuống quận Tân Phú bảo hành chính hãng cho anh em ha. Con này bảo hành tới 2027, thanh lý 4.500.000 như con hàng mới. Thì hiện tại con mới mà A2000 Plus như thế này mình bán là 6 triệu nha anh em, 6 triệu một con. Rồi không nói dài dòng nữa thì bây giờ mình test cho anh em nghe luôn đi ha. Máy chạy tốt, full chức năng bình thường, hàng đẹp lan can nha, đẹp 99%, còn khùng đầy đủ luôn. Chất lượng và chất âm cực kỳ hay, 700W 2 kênh, 1 kênh 350W lận nha anh em. Hiện tại mình đang phối qua cặp SC3500, cặp này bass 30, lo nằm bass 30 lận. Đánh cũng rất là hay nha. Thì cái mẫu này trang bị công nghệ đời mới Bluetooth 5.0 nè. Anh em muốn xài Bluetooth thì chúng ta nhấp xuống đây ha, nhấp xuống đây cho nó bắt Bluetooth thôi. Còn chế độ kế nữa là optical, kế nữa là cổng này, cổng co, cổng này thì như không có xài. Còn anh em muốn xài cái công suất của em nó không á thì mình nhấn luôn cái nút này, nhấn vào khoảng 20 giây, 15-20 giây thì nó mới chuyển qua cái này,
để chúng ta xài công suất không, không có xài phần rề ha. Nó muốn Bluetooth thì nhấp ở đây, nhấp chớp vậy nè, thì nó chớp như thế này là nó đang dò cái điện thoại nào bắt vô thì nó sẽ đứng luôn là được ha. Rồi đây thì mình đang test qua chế độ tín hiệu analog, tín hiệu dây bình thường ha. Rồi lên nhạc lại đây. Đánh bao căng cho anh em luôn. Mấy con này anh em nào thích chơi thì alo mình. 4.500.000 nha anh em. Mua y hàng mới bảo hành đầy đủ luôn. Alo. 1 2 3 4 Echo nhẹ te. Con này sử dụng chip, hệ thống chip là IC dán không nghe anh em, IC đời mới không ạ. Ca tiếng rất là nhẹ và chống hú cũng cao luôn. Rồi thì con máy chạy tốt bình thường à. Quay đằng sau cho anh em xem nè. À, tín hiệu mình muốn xài dây thì cắm dây AV bình thường, còn có cái đường optical TV xuống thì anh em cắm vô đường này ha. Đó, cầm ở dưới optical thì chúng ta chọn ở đằng trước có cái đường optical, hoặc là xài Bluetooth. Bluetooth thì chúng ta để cái cây sóng này lên cho nó bắt sóng mạnh. Ở đằng sau có cổng phụ của mic nữa nè. Đó, và dây thì chúng ta sử dụng dây loa thì mình dài dặn quẳng nghe dặn loại đó, dặn tròn áo gà dày, cái mình quấn dây vô cái mình xiết lại. Con này là 12 sò lớn, hai bên có quạt tản nhiệt, nó là một cục khói vậy đó nè. $4.500.000 anh em chơi được alo shop. Rồi clip quay vậy thôi, cảm ơn anh em đã xem video, nhớ thích thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Rồi cảm ơn, bye bye.